Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình giới thiệu các chương trình học bổng của công ty Tân Đại Dương. Và trong chương trình hôm nay thì các chuyên viên tư vấn của công ty Tân Đại Dương sẽ giới thiệu cho các bạn những thông tin học bổng mới nhất của các trường như là Úc, Mỹ hay là Canada v.v. Với những thông tin này thì hy vọng đây sẽ là kênh thông tin bổ ích dành cho các bạn đang có ý định đi du học trong năm 2014 này. Cũng như Mỹ thì hiện tại Canada cũng có rất nhiều học bổng hấp dẫn dành cho các bạn. Thì hôm nay thì chị Kim sẽ chia sẻ với các bạn những thông tin học bổng mới nhất khi du học Canada năm 2014 này. Kim có thể chia sẻ chi tiết hơn. Hiện tại thì Canada đang là một trong những nơi có môi trường sống tốt nhất trên thế giới. Chất lượng giáo dục ở Canada thì tiên tiến hàng đầu và cũng như là được bằng cấp thì đều được công nhận trên toàn thế giới. Du học tại đất nước Canada thì sinh viên sẽ được phép đi làm thêm cũng như là còn có thể được hoàn lại đến 60% học phí. Thêm vào đó thì có nhiều cái chính sách rất là hấp dẫn cho tất cả các bạn sinh viên. Thì Canada hiện đang là một những nơi là nhiều bạn trẻ lựa chọn đi du học của mình. Nhân đây thì Tân Đại Dương cũng xin chia sẻ cho các bạn những thông tin học bổng du học tại Canada mới nhất. Đó là khi các bạn đăng ký du học tiếng Anh tại US ở Canada thì các bạn sẽ nhận được học bổng từ 5-20% học phí trong khóa học của mình. Và ngoài đây thì còn có rất nhiều học bổng hấp dẫn khác từ các trường cao đẳng đại học ở Canada đang chờ đón các bạn. Và mọi thông tin chi tiết về học bổng về các trường ở Canada thì các bạn có thể truy cập vào website của Tân Đại Dương, đó là tandaiduong.edu.vn hay là tdd.com để tham khảo thêm nhé. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.